Kính chào quý khán giả và bà con đang xem chuyên đề kiến thức vàng. Thưa quý khán giả và bà con, nắng mưa xen kẽ, gió mạnh làm cho cây lúa bị cọ xát, gây ra những vết thương trên lá và thân lúa. Đây là đường xâm nhập của vi khuẩn vào bên trong của cây lúa gây ra các bệnh như là cháy bì lá và lem lép hạt trong giai đoạn đồng trổ. Trong chuyên đề ngày hôm nay xin chuyển đến quý khán giả và bà con cách để phòng trị các căn bệnh này trong giai đoạn đồng trổ. Nhưng mà quan trọng nhất đó chính là bệnh cháy bì lá. Trước tiên là ghi nhận về những trăn trở của nhà nông. Hiện nay trên đồng ruộng ở Hậu Giang còn khoảng 40.000 hecta ở giai đoạn đồng trổ. Đây là giai đoạn nông dân rất quan tâm vì có nhiều loại dịch hại xuất hiện gây hại, trong đó phải kể đến trầy nâu, cháy bì lá, đạo ôn, sâu cuốn lá. Vì hiện thời tiết đang có độ ẩm không khí cao, mưa nhiều, lúa non nên khi mắc bệnh rất khó phòng trị. Đặc biệt là với bệnh vi khuẩn cháy bì lá rất khó trị. Lúc thời điểm ra lúa bắt đầu trổ là trời mưa nắng thường nè. Mưa nắng thường dễ bị cháy vi khuẩn với cháy bì lá. Bị bệnh cháy bì lá là tới lá cháy bì lá là nuôi đồng không được. Cái bông lúa nó lừng lép không à. Rồi thất thu rồi lúa xấu rồi bán nó không được giá rồi nông dân cũng lỗ lã nhiều. Thường là bị trời mưa nắng là thất thường nè. Và bị nhiều cho vụ hè thu này mưa nắng bị nhiều mình xịt nó cũng không có đứng được, nó không có thuốc nào đặc trị nó nữa. Chỉ có những cơn mưa nặng hạt trong tuần qua cộng với thời tiết âm u có gió mạnh đã làm 30 công ruộng của ông Đỗ Văn Tám bị cháy bì lá khoảng 30%, trong khi lúa sắp trổ. Ông Tám cho biết ông cũng đã phun thuốc nhiều lần, các loại sâu bệnh khác thì đã hết, còn bệnh cháy bì lá vẫn không hết, nhưng không lây lan thêm diện tích nhiễm bệnh. Ông Tám đang lo lắng bệnh sẽ làm ảnh hưởng năng suất về sau. Lo hại ngại là gầy, nhất là gầy. Nhì thì vi khuẩn. Nguyên nông dân đây thì sợ gầy nhất, nhì thì bị vi khuẩn, cháy bì lá, rồi sâu cuốn lá đồ đó thì nó cũng yếu cây lúa mình thôi. Nông dân thì sợ có bao nhiêu đó thôi, chứ mần một năm ý, có một vụ mà mấy tháng rồi giờ mần thất cái là nông dân nghèo à. Bệnh cháy bì lá là trong vòng là 25 ngày tới 35 ngày là nó ưa vụ mà cháy bì lá. Thì mình sợ thì sợ lúc đó đó, mà nhiều khi ai không ngừa được đó thì nó bị lậm nhiều một chút, miếng ai ngừa thì nó đỡ một chút. Nó là miếng cháy bì lá rồi chị không lợi nó là mất từ 40%, thành ra cái lá nó hư là thành ra nó đâu có cung lại đồng, thành ra đồng yếu, thành ra nó thua cái đó, thành ra nó mất sức cái đó thôi. Ruộng tôi thì phải xịt ngừa rồi đó mà bị có chừng 30%, rồi người khác thì không xịt thì chắc cả 50%. Thưa quý khán giả, bệnh cháy bì lá đã từng gây hại nặng cho vụ đông xuân 2016-2017, gây thất thu năng suất cho bà con. Nhiều ruộng nhà nông bị lỗ nặng chi phí đầu tư. Trong vụ hè thu năm nay, bệnh cháy bì lá đang có chiều hướng phát triển mạnh, cho nên bà con cần phải phòng ngừa sớm. Vì theo các nhà khoa học, đây là loại vi khuẩn ít có khả năng trị, chỉ có thể phòng và ngăn chặn không cho lây lan thêm trên đồng ruộng. Ngay sau đây, kỹ sư của chương trình sẽ có buổi thăm đồng và trao đổi cùng bà con về cách phòng trị căn bệnh cháy bì lá. Hiểu được sự khó khăn vất vả và lo lắng của bà con, kỹ sư của chương trình Kiến thức vàng luôn đồng hành để chia sẻ những kinh nghiệm cũng như giải pháp kỹ thuật để bà con phòng trị bệnh trên đồng ruộng hiệu quả. Trong buổi thăm đồng hôm nay, kỹ sư Trần Thị Mai Phương chia sẻ với bà con về bệnh cháy bì lá mà chúng ta đã đề cập ở phần đầu chương trình. Thưa kỹ sư, như mình làm sao mình phát hiện được cái bệnh cháy bì lá sớm? Thì để mà phát hiện được cái bệnh cháy bì lá sớm á, thì cứ chú ý, anh Điệp cứ chú ý sau mỗi cơn mưa anh đi thăm đồng, đặc biệt là những cái nơi nào mà lúa mà nó xanh mướt nhiều á và cái cọ xát của mưa gió nhiều thì nó sẽ có xuất hiện cái bệnh cháy bì lá. Dạ thưa kỹ sư, mà tại sao bệnh cháy bì lá mà xuất hiện do mùa mưa nhiều? Rồi mình có biện pháp nào để mình trị nó có hiệu quả hay không? Anh Vũ có hỏi là tại sao trời mưa thì cái bệnh cháy bì lá nó xuất hiện nhiều và cái cách mình quản lý nó như thế nào, cách phòng trị mình quản lý như thế nào. Thì thưa với anh Vũ, đối với lại cái bệnh cháy bì lá này nó do cái con vi khuẩn Santominus oryzae gây ra,
đặc biệt là nó sẽ lây lan qua cái nguồn nước, và nước mưa là một cái điều kiện để mà nó lây lan. Do đó khi mà trời mưa xuống á, thì gió nó tạo ra những cái vết xây xát, và cái con vi khuẩn này nó theo cái nguồn nước nó xâm nhập vào trong cái lá lúa. Bà con thấy là nếu mà trời càng mưa dầm thì cái bệnh vi khuẩn nó sẽ phát triển rất là nhanh. Đặc biệt là từ sau khi mà lúa mà chuẩn bị đồng cho đến giai đoạn trổ á, thì nó phát rất là nhanh. Thì bà để mà hạn chế cái tình trạng mà cái bệnh trái bị lá nó có thể xuất hiện trên cái ruộng mình á, thì anh Vũ chịu khó mà sau những cái cơn mưa đó, mình đi thăm đồng và mình sử dụng thuốc cái phi xăng đó mình phun liền. Có thể cộng thêm cái công cát để tăng cường lực cho cái cây lúa. Mình phun liền đi, tức là sau cơn mưa một ngày sau mình ra mình kiểm tra rồi mình phun ngay cái phi xăng. Thì lúc này nếu mà con vi khuẩn mà nó có tới đó, nó xâm nhập vào trong cái lá lúa thì nó cũng với cái mật số rất là ít. Mình chỉ cần mình phun một lần cái phi xăng là phi xăng nó sẽ sát khuẩn tức là nó sẽ diệt cái con vi khuẩn rất là nhanh. Lúc này vi khuẩn nó còn nằm ở ngoài á, nó chưa chui sâu vào trong cái mạch nhựa. Vì vậy nên việc phòng trị của mình nó sẽ dễ dàng hơn. Về cái liều lượng á, thì phi xăng anh có thể sử dụng là 1C, 1 lít nước trong cái bình 25 á. Mình sử dụng 25cc đi. Phun sau một lần cái bình, tức là vì liều mình phun một bình 25 rồi cộng thí lại khoảng chừng nửa bình 25 nữa cho 1.300m², tức là cái công tầm lớn á, mình phun. Phun xong thì kiểm tra lại, nếu mà thấy còn những cái chỗ nào mà nó lõm lõm xuất hiện thì mình nên phun lặp lại một lần nữa. Nhưng mà thường mình phun sau mùa mưa là với một lần phun là mình có thể quản lý được cái bệnh trái bì lá. Cung cát thì mình sử dụng cái liều là 1.5 gói cho mình 25 lít hoặc là 2 gói cũng được. Mình nó sẽ giúp cho cái lúa nó sẽ tăng được cái cường lực và nó hạn chế cái sự xâm nhập của cái con vi khuẩn. Thưa cô, mà lúc mà lúa chỗ lẹt xẹt đó, mình xịt vi khuẩn trái bì lá đó, mình cộng thêm thuốc khác không xịt được không vậy? Và thưa với anh Biên thì cái này mình có thể cộng. Thường thường khi mà lúa trổ á, thì ngoài cái bệnh trái bì lá ra, có thể có những cái bệnh khác, ví dụ như là bệnh lem lép hạt nè, do nấm xuất hiện gây hại nè, rồi cái bệnh đốm vàng nè, rồi bệnh vàng lá chín sớm nè, rồi đặc biệt là cái bệnh đậu ôn của bông. Vì vậy thì khi mà lúa mà trổ lác đác á, là có bệnh trái bì lá xuất hiện thì anh có thể sử dụng cái giải pháp là 9:1, tức là cái phi xăng anh cạo cái cộng với lại cái cugol. Lúc này cái cugol ta có thể sử dụng cái liều là khoảng chừng 35-40cc cho bình 25 lít, và phi xăng thì có thể sử dụng tăng lên là 30cc. Anh phun khoảng 1.5 cho một công tầm lớn á. Khi mà lúa trổ lác đác thì chúng ta phun một lần cộng thêm cái công cách vàng với cái liều lượng là khoảng từ 1.5 công cách vàng cho bình 25 lít. Phun xong thì khi mà lúa mà nó trổ rộ đều rồi á thì mình có thể lặp lại một lần nữa. Như vậy thì mình có thể là trị được cái bệnh trái bì lá và ngăn ngừa được những cái bệnh khác. Trong cái trường hợp mà cái bệnh trái bì lá nó đã xuất hiện mà với cái tỷ lệ bệnh khá cao rồi, thì khi phun xong như vậy thì anh phải kiểm tra lại. Nếu mà từng cái chòm lúa nó vẫn còn xuất hiện thì mình phải sử dụng một lần nữa cái phi xăng, tức là 3 ngày sau khi sử dụng cugol với lại phi xăng. Mà nếu bệnh trái bì lá vẫn còn xuất hiện thì chúng ta phải sử dụng cái phi xăng không, chúng ta phun lại, và khi lúa trổ đều chúng ta lặp lại lần nữa cugol phi xăng cộng công cách vàng. Thì phi xăng nó là một cái thuốc mà sát khuẩn rất là mạnh, nó có đặc tính là tiếp xúc, khi mà tiếp xúc vi khuẩn tiếp xúc cái bào tử đám bệnh thì nó sẽ phá vỡ cái vách tế bào, nó làm cho cái dịch nhân tràn ra, tức là làm cho cái con vi khuẩn và làm cho cái bào tử đám bệnh hoặc đám bệnh chết ngay tức khắc. Do đó là phi xăng nó hoàn toàn nó không có cái tính kháng, tại vì khi mà tiếp xúc là nó diệt ngay cái đối tượng là vi khuẩn với lại cái con nấm bệnh, sẽ không có một cái thế hệ nấm bệnh hoặc là cái vi khuẩn sau đó mà kháng lại cái phi xăng. Vì vậy nên là cái phi xăng nó sát khuẩn rất là mạnh. Cô ơi, cho hỏi thêm là như là năm nay đó là gầy đeo nhiều mà bệnh nhân lùng nhiều đó, rồi mình có cách nào mình trị cho nó có đạt hiệu quả khi cho nó chỗ tốt hơn không? Đúng ra hiện nay tôi đi thăm đồng thì tôi thấy là trên đồng ruộng của bà con mình xuất hiện cái bệnh vàng lùng cũng tương đối khá nhiều. Không phải là tại đây đâu mà rất là nhiều tỉnh, ví dụ như là Kiên Giang, này, Đồng Tháp thì hầu như là trên ruộng đều có lắc đác cái những cái cây lúa vàng vàng của cái bệnh vàng lùng. Thì đối với lại cái bệnh vàng lùng này á, là nguyên chính là do cái con rầy nâu nó mang cái mầm bệnh và nó chích vào cái lúa gây ra cái hiện tượng vàng lùng. Đặc biệt là nó chích rất là sớm, khoảng chừng 10-15 ngày á, thì nó không có thể hiện cái vết bệnh gì cả. Nhưng mà khoảng 10 ngày sau, tức là lúa lớn lên rồi thì lúc này cái bệnh nó mới phát hiện. Thì để mà hạn chế cái bệnh vàng lùng này á, thì khi mà rầy nâu đến ruộng của bà con á, thì bà con có thể sử dụng cái thuốc trị rầy là cái dây chúa đó, bà con cộng với lại cái công cát xanh bà con phun. Thì cái dây chúa đó nó sẽ diệt cái con rầy nâu.
Còn cái cơm cát thì trong đó nó là một cái hỗn hợp mà hữu cơ, có những cái hormone mà đặc biệt là có hormone prasinosteric. Thì khi mà bà con phun như vậy thì cái hormone này nó sẽ kích thích vào cái hệ thống gen. Và nếu mà cái con virus xâm nhập vào trong cái cây lúa thì nó sẽ kích thích giúp cho cây lúa tạo ra những cái enzyme ức chế không cho cái con virus này sinh sôi nảy nở. Do đó bà con thấy là trên cái cơm cát chúng tôi có cái đặc tính là ức chế bệnh vàng lùn đó. Bà con phun. À, có nhiều bà con hiểu lầm như thế này. Tức là bà con nói là tôi là xử lý hạt giống bằng cơm cát rồi. À, khi mà tôi xả xuống thì không bị bệnh vàng lùn. Không phải. Nếu bà con xử lý hạt giống bằng cơm cát rồi và bà con kết hợp với việc bà con xả nấy rầy của địa phương. À, khi mà con rầy nó di trú đến ruộng của mình mà cây lúa lúc nó còn nhỏ khoảng 5-7 ngày á, thì lúc này nó ức chế được. Nhưng mà khi mà cây lúa nó đã lớn lên rồi, tức là nó khoảng 15 ngày rồi, thì cái hiệu lực, cái cơm cát nó đã giảm. Thì lúc này nếu mà có rầy di trú đến, bà con bắt buộc phải phun lại một lần nữa cái cơm cát cộng với lại thuốc trừ rầy. Thì có một số bà con hỏi tôi chứ bây giờ rầy liên tục di trú đến ruộng của mình thì mình xử lý như thế nào, không lẽ là mỗi ngày mỗi xịt. À, thì cái mà rầy di trú đến ruộng của mình sợ là cái gì? Không phải là mình sợ là con rầy nó gây ra trái rầy, mà mình sợ nó mang cái bệnh nhà vàng lùn nó truyền vào cái lúa. Thì khi mà bà con thấy rầy di trú đến ruộng của mình thì bà con phun một lần thuốc trừ rầy cộng với lại cái cơm cát. Thì sau đó nếu mà nó còn tiếp tục di trú 2-3 ngày sau, bà con không cần phun nữa, bà con cứ để nguyên đó. 7 ngày sau bà con tiếp tục sử dụng cơm cát, bà con phun lại một lần nữa. Và nếu vẫn còn rầy di trú tiếp tục thì 7 ngày sau bà con sử dụng cơm cát lần nữa. Tại sao như vậy? Tại vì sau 7 ngày cái hiệu quả cái hiệu lực của cơm cát nó sẽ giảm. Do đó bà con cần phải phun thêm cái cơm cát để nó ức chế tiếp tục cái con virus nếu mà nó đến xâm nhập trong cái ruộng lúa của bà con. Nếu bà con xử lý mà như vậy thì cái bệnh vàng lùn nó sẽ không có xuất hiện nhiều trên ruộng của mình. Quý khán giả và bà con thân mến, vi khuẩn cháy bìa lá rất là nguy hiểm vì theo các nhà khoa học, bệnh gây hại ở lá nào là xem như lá đó bị hư, không có thuốc điều trị triệt để, chỉ có thể ngăn chặn là không cho lây lan thêm trên diện rộng. Vì vậy, bà con nên đi thăm đồng thường xuyên và có thể tham khảo các khuyến cáo của kỹ sư trong chương trình để áp dụng trên đồng ruộng của mình. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa Nông Lúa Vàng đã đồng hành chương trình. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ 15 phút thứ Sáu ngày 15 tháng 6 năm 2018 trên sóng truyền hình Hậu Giang. Còn bây giờ chuyên đề kiến thức vàng xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán giả vào chuyên đề kỳ sau. Phisan 20SN, khu ngay giúp bệnh đạo ôn. Phisan thuốc sát khuẩn cực mạnh, đặc trị thối thân, chế bị lá, thối hạt, gây lép vàng. Roxai tiêu diệt cả bào tử nấm bên ngoài và sợi nấm bên trong. Roxai và Phisan chặn đứng sụp lá do đạo ôn, thối thân do vi khuẩn. Roxai và Phisan chuyên phun ở các giai đoạn cực trọng, đẻ nhánh, làm đồng và giai đoạn trổ. Lúa vàng, chất lượng vàng.